Âm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh xin test một cặp loa Tannoy Sterling GR còn nguyên thùng xốp, gửi một vị khách hàng có địa chỉ là Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Vâng, cặp loa vừa về cửa hàng thì anh cũng đã đặt cho mình một cặp loa còn rất là mới. Vâng, tất cả các phụ kiện còn nguyên và còn nguyên thùng xốp. Vâng, đang được cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh ghép với một chiếc Omni cũng còn nguyên thùng xốp Maxitox 6900. Vâng, cặp loa còn rất là mới. Mọi chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây mời quý vị và các bạn cùng vào thẩm âm cặp loa. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh giấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thu về anh. Em sẽ cố quên khung trời hoa màu, ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng đã thương trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh đến với em
Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.